Rồi, chào các bác nha. Nay em giới thiệu qua cho các bác xem là cái con xe của em. Con này là Univer Express Primer nha các bác nha. Nó đời hơi sâu sâu một chút. Con này đời 2008 cơ. Còn mấy con này là Space. Con kia là 2006. Con này 2005. Bên kia nữa kìa. Con này cũng primer này. Con kia là bay thân dài này. Màu xanh kia là primer biển Lào. Còn bên kia là con Thaco. Mấy con bên kia nữa. Con kia là con primer này. Đây là con của hàng Xecomeco Luxury thôi. Rồi ok. Bây giờ nó đang hết hơi rồi các bạn. Để em mở cửa nổ máy nhé. Khóa của em nó khó mở quá. Hết hơi mà các bác. Hết hơi nó khó mở. Ngồi ok. Giờ hết hơi. Ui nóng thế. Đây này. Đây là chiếc nội thất xe của em. Rồi ok, bây giờ em sẽ nổ máy nhé. Đây, quay cho các bác xem về cái vô lăng với táp lô. Bên này có các nút chỉnh rất là hay luôn nhá. Đây, mát này các bác này. Bật nó lên đã. Đây là tivi. Còi hết hơi không 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 ấn được còi. Bên này là hệ thống sưởi này, hệ thống sưởi chân này. Sưởi sàn đó. Đây là quạt đằng trước cho tài xế. Đó. Đây là đèn, hệ thống đèn. Đèn chân các bác ạ. Ấy. Rồi tắt đi. Con này cũng hệ thống đèn hết các bác đấy. Đây là đèn ngủ này. Rồi. Trên vô lăng của nó. Con này mất ABS rồi các bác ạ. Đây nó hiện ABS lên đây này. Mất ABS rồi này. Bên này là hệ thống đèn. Vẫn cần như thế. Ok, bây giờ em sẽ nổ máy nha. Đây, màn hình của nó. Nổ máy bật điều hòa. Nóng quá. Kia nhá, kia là camera lùi. Bật lên cho xem. Ấy, camera lùi. Đây là hệ thống điều hòa 24 độ. Bật AC lên. Cho nó thấp xuống 20 độ. Cho gió to lên. Ok. Con này là số 6 cấp, 6 số tiến, 1 số lùi. Có màn hình. Đây, tủ lạnh. Tủ lạnh này mát lạnh cực kỳ luôn các bạn ạ. Đây là cốp đựng đồ. Bên này là dàn âm ly. Thì em sẽ test nhạc cho các bác nghe xem nó có chuẩn không nhá. Đây. Hàng ghế. Sàn này lòng khó cực kỳ luôn.
hàng ghế sau 5 ghế nhưng mà vẫn còn trống nhiều lắm. Đây, đây em phải kéo kéo cái rèm nó lại không thì nó nóng, nó đỡ bớt nóng. Ghế của em là 47 ghế hai tài, 45 ghế khách. Đây các bạn này, loa này, loa em để dưới này này, có 4 quả luôn. Đây, đây là ghế phụ, có ngả ra được. Ngồi ghế này nếu mà chạy dài chết. Xe em có trang bị wifi nhá. Đây là loa kê này, bình chữa cháy, mic, mic này hai cũng tương đối được. Thôi em xuống giới thiệu cho các bác về máy và cốp cho nhá. Ai à, chặt quá. Cốp rộng thênh thang. Đây hai quả, em mở nốt quả này. Ôi, tuyệt vời luôn, rộng. Hôm này quá là rộng luôn. Xe em vừa mới chạy vào đây, chưa kịp rửa. Đây, đây là máy nó các bác này. Máy này là máy 420. Cái nước này chưa lau rửa được cái gì, bẩn quá. Máy này to, máy điện chạy cực kỳ khỏe, bốc cực kỳ luôn. Này mà thấy gái mà đuổi thì phê luôn. Đây, đây là hệ thống sưởi mùa đông. Vặn này sang, vặn này sang là bật chế độ sưởi sàn là ấm luôn. Kia là lốc điều hòa này, còn đây là lọc gió này. Thôi, máy thế thôi, máy cũng chả có gì cả. Rồi để em test cái bộ nhạc, dàn nhạc trên xe của em cho các bác nghe nhé. Được không các bác? Rồi em chỉnh lại là nghe thảo nào lúc sáng nghe chả có trống như nào. Dưới này có một quả. Bập càng phết đấy. Quả này hát được các bác này. Hát nói chung là cũng tam ổn. Chủ yếu là nghe nhạc thôi. Đây có một quả này. Đây là loa này, loa bãi của Mỹ nhá. Thôi, thế thôi, em chào các bác nhé. Kiếm trong này có bia bọt gì không thì nhậu pha đã.